Kiểm tra trong sáng nay, lực lượng chức năng phường Bãi Cháy phát hiện nhiều trường hợp người dân và du khách không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Tất cả những người vi phạm đều có chuẩn bị khẩu trang trong người nhưng mà không đeo, cho thấy còn tâm lý chủ quan với diễn biến của dịch bệnh trong một bộ phận người dân. Những trường hợp này đều bị lập biên bản xử lý theo quy định. Thông tin trên điện thoại báo đài cũng nghe nó đang diễn biến cũng phức tạp. Em cũng chuẩn bị đầy đủ trong người đấy, nhưng mà có lúc này là lúc đi ra thì có quên mang thôi. Em vào sân nhà xuống để đi Lào đây làm quên mang. Đeo có cầm khẩu trang quên đeo xuống. Thì em biết lỗi. Tại thành phố Uông Bí, trong sáng nay, các lực lượng chức năng nhắc nhở các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định phòng chống dịch, đã tiến hành lập biên bản xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường. Trước đó, trong ngày hôm qua, địa phương này đã xử phạt 8 trường hợp, số tiền 13 triệu đồng. Được nhắc nhở này thấy là cần thiết để phòng dịch tốt. Bởi vì là cái tiềm ẩn nguy cơ ra bùng phát lại cao. Trong quá trình kiểm tra, nhắc nhở, thì đối với những trường hợp cố tình vi phạm thì chúng tôi đã xử lý kiên quyết. Tại thành phố Cẩm Phả, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các lực lượng chức năng đã xử phạt 23 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, số tiền 25 triệu đồng. Huyện Hải Hà trong hôm nay cũng xử phạt 14 trường hợp không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, số tiền trên 12 triệu đồng. Thị xã Đông Triều đã phạt 8 trường hợp, số tiền trên 7,5 triệu đồng.